Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được cô Tịnh Quang giảng lược sử Phật giáo Ấn Độ và thầy Nguyên Tâm giảng Phật giáo Nhật Bản. Kính mời quý vị cùng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học lược sử Phật giáo Ấn Độ, cô Tịnh Quang giảng về sự hưng vong của Mật giáo. Khác với Đại Thừa hành trì Bồ Tát Đạo để viên thành Phật quả, Mật giáo y theo pháp nội chứng tự giác của Đức Đại Nhật Như Lai, đồng thời dựa vào truyền thừa và đốn ngộ để chứng đắc pháp thậm thâm, tức thân thành Phật. Mật giáo cũng cầu mong sanh về tịnh độ. Xét về mục đích, Mật giáo là pháp tu cứu cánh. Xét về lịch trình, Mật giáo là pháp tu nhanh chóng thành tựu. Lý luận Mật giáo vốn được hình thành trên bộ Đại Nhật Kinh. Vào thời hậu kỳ Phật giáo, Kim Cang Đảnh Kinh triển khai lý luận này vào sinh hoạt thực tế, làm xưng tất cả thành kết quả tức sự nhi chân, làm lẫn lộn thánh phàm, đảo ngược nhân quả. Mật giáo có bốn bộ là Sự Bộ, Hành Bộ, Du Già Bộ và Vô Thượng Du Già Bộ. Sự Bộ tu tập trên pháp vô tướng du già để làm rõ lý tánh không, dung nạp tất cả Phật, Bồ Tát và quỷ thần, chú trọng nhiều về hình tướng và vẫn chưa tác pháp quán tưởng. Hành bộ y theo trụ tâm phẩm trong kinh Đại Nhật, lấy tâm Bồ Đề làm nhân, từ bi làm căn bản và phương tiện làm cứu cánh. Như vậy, hành bộ đã biểu hiện nét đặc sắc của Đại Thừa trên tư tưởng lấy đại bi làm gốc và tùy theo căn cơ mà độ các chúng sanh. Còn Du Già Bộ phối hợp với phương tiện của hành bộ làm cứu cánh mà nhung diếp thế tục, đồng thời xem các vị thần ngoại giáo là phương tiện nhiếp hóa của bổn tôn. Và đây cũng là khởi điểm cho sự đồng hóa trong mật giáo. Sau cùng, Vô Thượng Du Già Bộ là mật pháp tối cao hướng về thành tựu Phật quả. Khi sơ khai, pháp môn này cũng là tả đạo mật giáo do sự thế tục hóa trên bình diện hành vi thực tế. Sau khi được tịnh hóa, phái Tây Tạng Hoàng Mão vẫn cho rằng đây là pháp môn rất khó hành trì. Trên phương diện lịch sử, Vô Thượng Du Già là sự phát triển thành công sau cùng của Mật giáo. Sở dĩ pháp môn này được biết đến là do một vị môn sinh của Ngài Thắng Thiên, tọa chủ chùa Nalanda. Vị này theo Ngài Long Thọ học mật pháp và đã đắc tất địa. Do đặc điểm biệt truyền của Mật giáo, không thể truy tìm nguồn gốc của pháp môn này xa hơn. Từ khoảng thế kỷ thứ 8, chùa Siêu Giới được sáng lập để xiển dương Mật giáo. Do vậy, các dòng truyền thừa về sau đều được ghi chép lại. Đây cũng là thời kỳ hưng thịnh nhất của Mật giáo. Ngoài giáo nghĩa trong Vô Thượng Du Già, các vị chú trì chùa Siêu Giới cũng chú trọng học tập và truyền trao 5 bộ luận hiển giáo của Di Lặc, 7 bộ nhân minh và nhập Bồ Tát hạnh luận. Từ đó về sau, pháp thống chùa Siêu Giới không bị gián đoạn, nhưng cũng không phát triển thêm. Trong giờ học Phật giáo Nhật Bản, thầy Nguyên Tâm giới thiệu Dung Thông Niệm Phật Tông là một trong 13 tông phái lớn của Nhật Bản hiện nay. Vào năm 1117, khoảng cuối thời Đại Bình An, Thánh Ứng Đại Sư Lương Nhẫn nhận bài kệ tóc tật vãng sanh từ Đức A-di-đà Như Lai trong khi đang tu hành ở vùng Đại Nguyên. Khi đó, Đại Sư lấy bức tranh vẽ tượng Phật ở giữa và 10 vị thánh chúng chung quanh làm tượng thờ chính, và bắt đầu khai sáng tông phái. Ngài Lương Nhẫn vốn là vị tăng hành đường ở Đông Pháp của Tủy Vệ Sơn. Tại đây, Ngài thường tham gia tu pháp môn niệm Phật không gián đoạn và có nhiều cơ hội bồi dưỡng thêm về âm nhạc. Sau khi Ngài khởi xướng pháp môn Dung Thông Niệm Phật Tông với khúc hợp xướng, chúng đạo tục khắp nơi hưởng ứng rất đông. Ngài sống khổ hạnh cực độ, đốt ngón tay, ngón chân để cúng dường, tụng kinh một ngày 60000 biến không nghỉ ngơi. Kinh điển của Dung Thông Niệm Phật Tông chủ yếu dựa trên hai bộ kinh quan trọng là Hoa Nghiêm Kinh và Pháp Hoa Kinh. Ngoài ra, tông phái còn y cứ trên 3 bộ kinh chính của Tịnh Độ Giáo cùng với Dung Thông Viên Môn Chương và Dung Thông Niệm Phật Tính Giải Chương. Giáo nghĩa của Dung Thông Niệm Phật Tông dựa vào bài kệ được truyền trao cho Đại sư Lương Nhẫn từ Đức Phật A-di-đà.
cùng với các giáo lý nhất niệm tam thiên, thập giới hổ cộ của Thiên Thai Tông và viên dung vô ngại tương tức tương nhập của Hoa Nghiêm Tông. Dung thông niệm Phật Tông chủ trương rằng công đức của một người niệm Phật có thể dung thông khắp cả công đức của vạn người niệm Phật, và hình thức niệm Phật bằng miệng có thể sanh vào cõi tịnh độ. Đặc trưng lớn nhất của tông phái này là thay đổi từ quán tưởng niệm Phật sang xưng danh niệm Phật. Dung thông niệm Phật Tông lấy đại niệm Phật tự ở Osaka làm tổng bản sơ, nhưng chú trọng hành cước khắp nơi để khuyên người tinh tấn niệm Phật. Vì vậy, dù không có tổ chức chặt chẽ, pháp môn này vẫn thịnh hành ở nhiều địa phương. Về sau, vị tổ thời Trung Hưng của tông phái là Thượng Nhân Viên Giác đã lấy giáo lý niệm Phật dựng thành kịch nói không lời, khai sáng pháp môn đại niệm Phật cuồng ngôn. Pháp thống của dung thông niệm Phật Tông kéo dài được 139 năm thì tuyệt dứt, nhưng lại được trung hưng bởi vị tổ thứ bảy là Pháp Minh. Vào cuối thế kỷ 17, vị tổ đời thứ 46 đã tận lực phục hưng tông phái bằng cách làm sáng tỏ giáo nghĩa, định ra quy chế tông môn, thiết lập học liệu và truyền bá rộng rãi kinh văn của bổn môn bằng tiếng Nhật. Đến cuối thế kỷ 18, trong lúc cứu tế thiên tai, quan biệt đương của Thiện Quang Tự đã đơn giản hóa huyết mạch phổ của dung thông niệm Phật Tông và đem phân phát cho hàng triệu người đến tham bái. Vì thế, đã đưa tôn giáo thấm sâu vào lòng dân tộc. Hiện tại, dung thông niệm Phật Tông có khoảng hơn 390 tăng ni và 350 tự viện trên toàn quốc. Những hành sự đáng lưu ý nhất hiện tại vẫn còn được tiến hành trong dung thông niệm Phật Tông là ngự hội tại, truyền pháp, thập dạ hội và vạn bộ pháp hội. Trong lễ ngự hội tại hàng năm, người ta thường kính cẩn rước tượng thờ chính của bổn tông là Thập Nhất Tôn Thiên Đắc Như Lai vòng quanh nhà các tín đồ để cầu an cho gia đình và cúng dường tổ tiên. Mỗi tháng có lễ truyền pháp vào ngày mồng 5 và mồng 7. Khi ấy, chúng đệ tử tập trung về các tự viện để tham bái, lễ sám, dội nước lên mình, nghe pháp, thọ giới viên đốn và nhận pháp an tâm của tông môn. Đặc biệt, lễ vạn bộ pháp hội diễn ra vào tháng 5 mỗi năm được xem là tài sản văn hóa dân tộc phi vật thể của Nhật Bản. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023. Từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối, học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được cô Tịnh Quang giảng môn lược sử Phật giáo Ấn Độ và thầy Nguyên Tâm giảng Phật giáo Nhật Bản. Kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng này, cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.